Chào mừng quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đang đến với chương trình livestream tư vấn xét tuyển đại học năm 2022 được phát sóng trên fanpage Trường Đại học Văn Lang. Và chỉ còn một ngày nữa thôi, gần 1 triệu sĩ tử cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quan trọng được tổ chức vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 năm 2022. Và chắc hẳn các bạn cũng đang có những cảm xúc rất lo lắng trước thềm khi kỳ thi bắt đầu. Vậy thì tối hôm nay các bạn hãy dành một tiếng để chúng ta ngồi với Văn Lan và xem livestream sẽ stress cùng các thầy cô hôm nay nha. Và chủ đề số livestream thứ 3 trong chuỗi livestream xét tuyển đại học năm 2022 hôm nay là giảm áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Hôm nay chúng ta rất vinh dự được chào đón hai vị khách mời vô cùng đặc biệt. Mỹ Như xin trân trọng giới thiệu với các bạn tiến sĩ Võ Văn Tuấn, hiện tại thầy đang là phó hiệu trưởng thường trực tại trường Đại học Văn Lang. Đồng hành với thầy là thạc sĩ Lý Thị Hồng Thắm, hiện cô là phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến cô Thắm. Các bạn học sinh ơi, cô Thắm đó chính là khách mời đầu tiên xuất hiện trên số livestream của trường Đại học Văn Lang. Nhưng cô đã rất thân quen với các hoạt động tuyển sinh hướng nghiệp với Văn Lang dành cho các bạn học sinh tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ. Và cô ơi, nhớ lại khoảng thời gian năm 2021 thì cả thầy và trò chúng ta đều đối diện với rất nhiều khó khăn bởi dịch bệnh. Và trước thời điểm kỳ thi trung học phổ thông bắt đầu thì chắc hẳn là cô cũng đang có rất nhiều cảm xúc và những kỷ niệm. Em cùng với các bạn học sinh đang theo dõi livestream ngày hôm nay cũng rất nóng lòng được lắng nghe những chia sẻ của cô, thưa cô. Kính thưa quý vị, kính thưa các em học sinh thân mến. Thì chúng ta cũng thấy rằng là năm học 2020-2021 là một năm học đặc biệt vì khởi đầu bình thường nhưng kết thúc năm học thì trễ. Tuy nhiên cái năm học vừa qua, năm học 2021-2022 thì lại bắt đầu rất là muộn, từ tháng 12 của năm 2021 và kết thúc thì bình thường theo đúng cái lịch. Cho nên vì vậy cho nên nó cũng có nhiều những cái sự thay đổi và nó không có những cái tiền lệ trước đấy. Mỗi năm thì mình phải có một cái sự thích ứng cho nó phù hợp với từng cái năm học khi mà nó diễn ra trong cái mùa dịch. Và dịch bệnh khó khăn cũng như là có những cái em học sinh trở nên trong một phút chốc thì mồ côi cha hoặc mẹ hoặc là mồ côi cha mẹ. Cho nên nó cũng gợi nhiều những cái cảm xúc. Và tuy nhiên á, thì trải qua một cái năm học hết sức là đặc biệt như thế thì thầy và trò của trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ nói riêng cũng như là những thầy cô ở bậc trung học phổ thông thì cũng có được một cái dịp để chứng kiến được cái tình người trong cái mùa dịch, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giúp đỡ học sinh cũng như là đồng nghiệp, giúp đỡ nhau trong cái việc giảng dạy trực tuyến cho học sinh của mình. Dạ em cảm ơn những lời chia sẻ của cô Thắm. Và năm ngoái em cũng là một học sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông. Trong suốt thời gian diễn ra dịch bệnh cũng có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà rồi thì em cũng đã vượt qua và hiện nay đã trở thành sinh viên của trường Đại học Văn Lang. Và về phía nhà trường thì em xin gửi lời chào đến thầy Tuấn. Thầy ơi, năm nay thì thầy cô tại trường Đại học Văn Lang mình tham gia hỗ trợ công tác cho kỳ thi trung học phổ thông tại địa phương nào thưa thầy? Và kỳ thi trung học phổ thông năm nay có những điểm gì mới thì em mong thầy có thể chia sẻ để các bạn học sinh năm nay được lưu ý thêm ạ. Vâng, kính chào quý vị phụ huynh cùng tất cả các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình livestream của Đại học Văn Lang chiều hôm nay. Thì năm nay có một cái mới đối với cái công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì trường Đại học Văn Lang có một cái đội ngũ cán bộ giảng viên nhân viên 42 người. Theo điều động của Bộ tham gia kiểm tra thi tại tỉnh Bến Tre. Thì cái công tác cùng với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bến Tre để tổ chức thi, để tham gia công tác tổ chức thi cùng với tỉnh trong cái nhiệm vụ là kiểm tra và thanh tra. Thì ở tỉnh Bến Tre có hai trường đại học tham dự, đó là trường Đại học Văn Lang và trường Đại học Y Dược. Thì mục đích của cái công tác này đó là tạo sự công bằng, tạo sự tin tưởng cho xã hội cũng như thí sinh và phụ huynh trong công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm. Và năm nay cũng như mọi năm thì cái công tác này trường sẽ đi với tư cách là một cái đoàn kiểm tra thi và sau đó sẽ có một cái đoàn kiểm tra công tác coi thi và chấm thi, công tác chấm thi. Thì đầu tiên là công tác coi thi. Thì cái công tác này thì mục đích đó là như tôi nói là để tạo sự công bằng và cộng đồng trách nhiệm với cái kết quả mà các trường đại học, các cơ sở giáo dục đại học trong toàn quốc sẽ sử dụng để căn cứ vào đó
xét tốt nghiệp, và mục đích thứ hai nữa là đăng ký xét tuyển đại học đối với thí sinh và cũng như các cơ sở đại học trong toàn quốc. Việc mà các thí sinh quan tâm và xã hội quan tâm rất nhiều đó là vấn đề liên quan đến cái những cái thay đổi trong cái quy chế tuyển sinh năm 2022. Thì năm 2022 Bộ Giáo dục ra cái thông tư 08/2022 về quy chế tuyển sinh. Thì cái quy chế tuyển sinh này về mặt cơ bản, nội dung cơ bản không có gì thay đổi nhiều so với năm 2021. Tuy nhiên về mặt kỹ thuật thì có thay đổi rất lớn. Thì những cái thay đổi này liên quan, như tôi trao đổi, là liên quan về mặt kỹ thuật. Ở đây á, là tất cả các thí sinh của chúng ta là đều phải đăng ký thi trên hệ thống trực tuyến. Tức là tất cả các công việc á, đều làm trực tuyến hết về mặt kỹ thuật. Thì cái này là cái mà có lợi và cũng là cái mà gây thách thức đối với thí sinh. Thì thứ nhất là các em phải đăng ký thi trực tuyến. Thứ hai nữa là xác đăng ký xét tuyển nguyện vọng và điều chỉnh nguyện vọng cũng trực tuyến, xác định đăng ký. Rồi cái thứ ba nữa là đóng lệ phí cho các nguyện vọng cũng trực tuyến, xác định việc nhập học cũng trực tuyến, vân vân. Tức là tất cả các cái công việc mà trước đây thí sinh có thể đến trường, trực tiếp đến trường để làm các cái công tác thủ tục, ví dụ như là đăng ký xét tuyển, ví dụ như là để mà nhập học, vân vân, thì offline đến trực tiếp. Thì năm nay là tất cả các công việc, thí sinh nơi nhớ là tất cả các công việc các em làm đều là online, tức là trực tuyến trên hệ thống của trường cũng như hệ thống quốc gia của Bộ. Tức là tất cả đều qua hệ thống quốc gia và cổng thông tin của Bộ hết. Thì một cái trước khi mà phân tích kỹ các cái nội dung thay đổi về mặt kỹ thuật trong cái quy chế tuyển sinh 2022 ban hành kèm theo thông tư 08, thì tôi cũng lưu ý các em, thì năm nay tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 là hơn 1 triệu thí sinh, trong đó có 44.000 thí sinh là tự do và 879.000 thí sinh đăng ký để thi, để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Thì cái con số này so với năm 2021 rất là lớn. Năm 2021 chỉ có 790, thì năm nay có 879. Tức là số lượng sẽ rất nhiều. Thì nó cũng là một cái vấn đề thách thức đối với các em. Mặc dù hôm nay nói về mặt thuận lợi và những cái ưu thế của các em, nhưng con số này các em cũng cần lưu ý, vì con số liên quan đến cái quy mô mà xác định thí sinh đăng ký dự thi và thi tốt nghiệp năm nay lớn hơn so với năm ngoái. Năm ngoái chỉ là 790.000, năm nay lên tới 879.000, thì số lượng rất lớn. Và nó cũng là cơ hội cho các trường để tuyển nhiều hơn cho với các em thí sinh. Vấn đề thay đổi thì các em lưu ý là một điều mà cái số live stream trước tôi cũng nhắc đi nhắc lại cùng với thầy Nghĩa, giám đốc phó giám đốc Đại học Quốc gia. Thì các em lưu ý là dù các em có được các trường xét tuyển, trúng tuyển sớm có điều kiện, thì tất cả các thí sinh từ ngày 22 tháng 7 đến 20 tháng 8 các em đều phải đăng ký lên hệ thống quốc gia của Bộ, quốc gia hoặc là hệ thống cổng thông tin quốc gia hoặc là hệ thống online của Bộ. Tức là tất cả các em phải đăng ký trên đó để ưu tiên xét tuyển trong cái thời gian quy định. Thì năm nay có các cái mốc thời gian mà tôi cũng cần lưu ý các em. Đó là MC đã nói là ngày mai là ngày 6 chúng ta bắt đầu tập trung, và ngày 7, ngày 8 chúng ta thi, và có ngày 9 dự phòng. Vậy chúng ta có 2 ngày chính là ngày 7, ngày 8 tháng 7 để chúng ta thi. Và dự kiến trước 24 tháng 7 là sẽ công bố kết quả. 29 tháng 7 sẽ xét tốt nghiệp và trước 31 tháng 7 sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì cái mốc thời gian đó các em quan tâm để gắn liền với mốc thời gian đó liên tục với cái quy trình mà các em đăng ký hệ thống trực tuyến trên Bộ. Thì ở đây tôi lưu ý là các em rằng các em phải theo dõi các cái quy trình, các cái quy định của Bộ trong quy chế tuyển sinh cũng như đề án tuyển sinh của trường, để từ đó chúng ta có cái thời gian và các mốc thời gian có liên quan. Các em lưu ý rằng từ 22 tháng 7, tôi xin nhắc lại, 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 là thời gian cho phép thí sinh dù có xét tuyển sớm được các trường công bố đủ điều kiện trúng tuyển, ngoài trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông, cũng phải đăng ký lên hệ thống của Bộ. Để ưu tiên khi đó là các em chọn lựa các cái nguyện vọng và thứ tự các nguyện vọng để các em vào các trường và các ngành.
Ví dụ như các em có thể là có 4 trường để công bố cho các em, tức là sẽ xét tuyển sớm, trúng tuyển sớm theo điều kiện. Thì tuy nhiên các em phải chọn các trường, ví dụ các em có trường Văn Lang, trường Hu Tết, trường Hồng Bàng, trường Hoa Sen hoặc trường Đọc hoặc Tự Nhiên v.v. cùng một cái ngành nào đó, thì các em điều gửi cho các em cái kết quả trúng tuyển sớm. Tuy nhiên các em phải chọn một cái trường và cái trường cao nhất, trường mà có số lượng nguyện vọng cao nhất để các em trúng tuyển. Và tóm lại các em chỉ có một nguyện vọng trúng tuyển duy nhất, nguyện vọng duy nhất, và sau đó các em sẽ đăng ký kết quả đó trên hệ thống để mà như tôi nói là đăng ký nhập học cũng trên hệ thống. Đây là một cái điều mà chúng ta lưu ý rất là lớn. Và cái trong thời gian các em đăng ký trên hệ thống từ 22 tháng 7 đến 20 tháng 8 thì các em cũng lưu ý rằng việc đóng lệ phí đăng ký xét tuyển cho một nguyện vọng là 20.000 thì các em cũng phải là thanh toán online, đăng ký trực tuyến. Do đó việc được hoàn thành việc đăng ký thì khi nào các em phải sắp xếp nguyện vọng, cái thứ hai phải thanh toán đăng ký, thanh toán lệ phí trực tuyến online hoàn thành thì khi đó việc xét tuyển mới được xem như thành công và các em mới được xét tuyển trong thời gian đó. Thì đây là một số điểm mà chúng tôi cần lưu ý các em về mặt kỹ thuật liên quan đến quy chế tuyển sinh. Các em cố gắng tìm hiểu thêm cái quy trình trong quy chế tuyển sinh cũng như đề án của các trường một cách đầy đủ và rõ ràng hơn. Chúc các em thành công. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Tuấn và các bạn học sinh đang theo dõi livestream. Các bạn nhớ lưu ý những thông tin này nha. Và hai thầy cô ơi, hôm nay thì mặc dù đã cận kề đến ngày thi trung học phổ thông rồi nhưng có đến 1.200 bạn học sinh đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Hy vọng trong số đó có những bạn học sinh lớp 12 muốn biết thêm những thông tin về kỳ thi trung học phổ thông năm nay nha. Em cũng bật mí với cô Thắm là đây là số livestream mà có lượt view cao và hot nhất trong chuỗi tư vấn tại trường Đại học Văn Lang đó cô. Và em cũng xin cảm ơn thầy cô đã dành thời gian tham gia buổi livestream ngày hôm nay. Như chủ đề của chương trình của chúng ta là giảm áp lực trước kỳ thi trung học phổ thông năm 2022. Thì tối nay thầy cô không chỉ chia sẻ những kinh nghiệm và những thông tin tuyển sinh mới mà còn gửi những lời động viên chia sẻ đến các bạn sĩ tử, những bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị trở thành tân sinh viên đại học. Cô Thắm ơi, thế hệ học sinh năm 2004 là một lứa trải nghiệm nhiều khác biệt trong lộ trình học tập trung học phổ thông. Và khi cả 3 năm thì các em đều có một khoảng thời gian là phải học trực tuyến bởi vì ảnh hưởng do dịch Covid-19. Qua những quá trình này thì không biết là có tác động gì đến lộ trình ôn thi trung học phổ thông quốc gia của các em không, và ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý thi cử của các em học sinh thưa cô? Thầy Tuấn cũng như các thầy cô cũng như các em học sinh cũng thấy rồi, dịch bệnh diễn ra trong thời gian qua thì nó ảnh hưởng đến rất nhiều mặt trong cuộc sống, nhưng mà có hai mặt mà ảnh hưởng mạnh nhất đó chính là kinh tế và giáo dục. Và nó khiến cho học sinh cũng như các thầy cô là phải có nhiều cái thay đổi để có thể phù hợp với lại cái tình hình dịch bệnh, và dẫn đến cái việc là học sinh của cái thế hệ mà mình hay gọi là những chú khỉ 2004 này, các em cũng có nhiều cái thiệt thòi khi mà 3 năm trung học phổ thông, thanh xuân thì gắn liền với học trực tuyến, có rất nhiều những thời điểm phải thay đổi, nên nó cũng tạo cho các em học sinh của 2004 này những cái áp lực nhất định, cũng như là những cái lo lắng, cũng như là có nhiều cái băn khoăn đó thầy Tuấn. Ví dụ như là các em sẽ cảm thấy rằng là năm nay có nhiều cái thay đổi mới thì các em cũng sẽ rất là lo lắng cho cái việc là trước đây thì mình phải đăng ký nguyện vọng trước, còn bây giờ thì thi xong thì mới suy nghĩ về cái nguyện vọng của mình. Và đó cũng là một cái lợi thế cho các em. Dạ, nó có lợi thế nhưng nó cũng có cái áp lực vì nó cũng chưa có cái tiền lệ trước đấy. Ở đây tôi muốn xin lỗi ngắt cô Thắm, thì vì trao đổi và muốn tạo các em một cái nhẹ nhàng không bị áp lực thì Bộ Giáo dục Đào tạo và nhà nước luôn luôn quan tâm đến các em và gắn cái trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đại học và sở giáo dục đào tạo, và muốn chia sẻ cái nhẹ nhàng đến các em, tức là tạo hết mọi quyền lợi và cái thuận lợi nhất cho các em. Do đó muốn có kết quả để các em có công bằng trong vấn đề xét tuyển. Dạ đúng rồi, nên nó một cái điểm đổi mới, nhưng mà hệ cái gì nó mới thì nó cũng sẽ gây một cái áp lực nhất định cho học sinh của cái lớp 12. Và nhưng mà nó cũng có một cái điểm thuận lợi là sau 3 năm mà học trực tuyến như vậy thì các em cũng quen với các thao tác mà trên máy móc rồi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là khi bộ yêu cầu học sinh 12 mà làm các cái phần đăng ký nguyện vọng
hay là thanh toán các cái phần lệ phí trực tuyến hay là tất cả những cái việc gì liên quan thì các em nó sẽ rất là thuận lợi vì các em nó đã quen với các cái thao tác trên trực tuyến rồi. Thì đó cũng được xem như nó là một cái phần thuận lợi cho các em so với các thế hệ học sinh trước ạ. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của cô. Và theo như em được biết thì số livestream tuyển sinh nào của trường Đại học Văn Lang mà có sự tham gia của thầy Tuấn thì số lượng view đều rất cao và những số livestream nó đều rất hot. Thì kết nối với những chia sẻ của cô Thắm thì ở góc nhìn ở một trường đại học thì em được biết là trong một bài phỏng vấn ấn tượng của thầy trên báo Giáo dục vào đầu năm 2022, thầy đã có một chia sẻ là thời cuộc cũng tạo nên động lực cho học sinh và sắp tới là sinh viên được rèn luyện khả năng thích ứng, có ý chí tự học với sự hỗ trợ của công nghệ số rất phát triển. Các em sẽ có cơ hội xây dựng cách học mới, thoát khỏi giới hạn của việc dạy và học truyền thống trước đây. Và em xin mời thầy là thầy có thể chia sẻ hơn về quan điểm này, bởi vì đây là một câu nói đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn học sinh. Em cũng mong muốn là được lắng nghe chia sẻ của thầy nhiều hơn về quan điểm này. Bên cạnh đó thì khóa 2004 có những lợi thế gì trước thềm kỳ thi tốt nghiệp bắt đầu thưa thầy? Vâng. Thì như các lần chia sẻ trước và một số các cái phỏng vấn và trả lời báo chí, thì ngay cả các cái buổi live stream video đài truyền hình cũng như là các cái tập soạn báo, thì tôi nói thật là tôi rất là chia sẻ với cái thế hệ của các em 2004. Các em có 3 năm, gần như tròn vẹn 3 năm là khó khăn trong cái dịch bệnh từ 2019, 20, 21. Khó khăn các em. Tuy nhiên đứng trên cái góc độ mà giáo dục và đứng trên góc độ giáo dục đại học nói riêng thì các em có những cái lợi thế. Và ở đây thì giống như là một cái từ khóa mà trong cái MC đã đặt ra là chúng ta thấy thích ứng. Cái thích ứng là cái lớn lao nhất đối với các em trong cái thế hệ 2004 và thế hệ bị 3 năm phủ vì cái dịch bệnh khó khăn. Nhưng khó khăn đi đôi với thế mạnh. Yeah. Đó là cái thách thức, đó là những cái thích ứng. Và cái mà chúng ta thấy thì nếu mà trong môi trường giáo dục đại học thì cái thích ứng lớn nhất trong cái công nghệ 4.0 đối với các em rất là lợi thế để phát triển sau này. Và nó tạo điều kiện cho các em có một cái kỹ năng, có một cái thái độ làm việc tốt hơn trong quá trình tổ chức giáo dục đào tạo. Thì ở đây tôi thấy ví dụ như cô Thấm cũng có đặt vấn đề, thì chúng ta thấy có cái lợi thế và đầu tiên mà các em thấy đã làm được đó là sự nhuần nhuyễn trong sử dụng công nghệ và cái bình đẳng đối với các em trong vấn đề sử dụng công nghệ. Trước đây thì các em chỉ biết cái gì cũng offline, cái gì cũng đến trực tiếp ở trường, cái gì cũng trên với cái phương pháp giảng dạy cổ điển đó, truyền thống, nói cổ điển nó truyền thống. Thì giờ các em có thể là biết online, tiếp xúc với các công nghệ đó. Thì hiện nay ví dụ như cái chuyện đơn giản, các em vì sao năm nay đều đăng ký cho phép tất cả các cái vấn đề mà làm việc, đăng ký từ đăng ký dự thi cho đến xác nhận nhập học vân vân, tất cả đều online hết. Thì đó là một cái lợi thế các em. Vì nhà nước, vì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng khẳng định rằng các em đã nhuần nhuyễn trong các cái công việc này. Từ các vùng xa, từ các vùng sâu và ngay cả các thành phố đều công bằng trong vấn đề đó hết. Thì các em đã tạo những lợi thế đầu tiên. Còn nếu mà các em đã đến với các trường đại học thì nếu so với cái thế hệ trước thì cái kỹ năng này các em là tốt hơn. Có cái kỹ năng về công nghệ, có kỹ năng về cò sát, về máy tính, về các cái nền tảng, về những cái ứng dụng của nó, thì các em có thể tìm được những cái tài liệu học tập có tốt hơn so với cái thế hệ trước đó. Trước đó chúng ta biết là muốn đối với giáo dục đại học thì người học là trung tâm. Mà người học là trung tâm thì chúng ta phải chủ động trong vấn đề, trong quá trình học tập. Thì các em có lợi thế đó, các em có thể đi tìm các tài liệu, đi lên các trang web, đi lên các cái nền tảng ứng dụng để các em tìm các thông tin. Và ở vùng sâu, vùng xa và có thể các em ngồi đâu các em cũng có thể làm được công việc này. Thì đó lợi thế so với cái công tác là bảng đen, phấn trắng. Thì các em trong cái công tác đó thì các em làm tốt hơn. Thì đây là nền tảng giáo dục đại học thì đòi hỏi các em với kỹ năng đó và những kỹ năng đó giúp cho các em rất nhiều. Tóm lại, qua 3 năm dịch bệnh, các em đã cò sát, các em đã nhuần tuyển và tạo được một kỹ năng và thái độ rất tốt đối với các cái công nghệ mà các em đã làm và giúp các em rất nhiều trong vấn đề sau này cũng như là vấn đề trong quá trình 4 năm, 5 năm học đại học.
Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Tuấn với một livestream tiếp vitamin năng lượng lạc quan cho các sĩ tử ngày hôm nay. Thì chương trình tin rằng các bạn sĩ tử sẽ giảm được áp lực thi cử nếu như các bạn chuẩn bị một tâm lý và tâm thế thật tốt trước các kỳ thi quan trọng. Mỹ Như cũng bật mí một thông tin thú vị. Vào năm 2022, thì với nhiều chuyên đề kỹ năng mềm mà trường Đại học Văn Lang đã kết nối với các bạn học sinh trung học phổ thông, thì chuyên đề tâm lý phòng thi đã được các bạn đăng ký để học rất là nhiều. Mỹ Như xin kết nối các bạn với một chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm, đó chính là Thạc sĩ Tiêu Minh Sơn đến từ Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên Trường Đại học Văn Lang. Thầy sẽ gửi đến sĩ tử một số bí kíp lợi hại trước khi bước vào kỳ thi thật tốt nha. Xin chào tất cả các bạn đang cùng xem livestream trên trang fanpage của Trường Đại học Văn Lang. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số kỹ năng để chuẩn bị sẵn sàng cho một kỳ thi quan trọng sắp tới. Không biết là các bạn có đang cảm thấy căng thẳng hay không? Đương nhiên là có rồi đúng không? Vậy làm sao để chúng ta có thể vượt qua được những căng thẳng đấy để có được một kỳ thi trọn vẹn và tốt nhất? Tôi xin chia sẻ như sau. Thứ nhất về học tập nha. Các bạn bây giờ không cần phải ôn lại bài một cách trọn vẹn nữa, mà bây giờ chúng ta chỉ cần ôn lại và củng cố kiến thức một cách khéo léo và thông minh bằng sơ đồ tư duy thôi, để chúng ta có thể tổng lại toàn bộ ha. Cái thứ hai, chúng ta có thể trao đổi với thầy cô, với bạn bè, để những người này sẽ cùng tạo cho chúng ta những động và một sự cố gắng nhất định. Và đặc biệt chúng ta sẽ có một tâm thế bình tĩnh thôi khi thầy cô, bạn bè chúng ta cùng chung một tâm trạng, và chúng ta sẽ cùng cổ vũ, động viên nhau. Còn về tâm lý thì sao? Chắc chắn là khi mà đi vào phòng thi, trước phòng thi, trong phòng thi và sau phòng thi, các bạn đều cảm thấy rất là lo lắng. Vậy làm sao? Chúng ta hãy giữ cho mình một cái thái độ bình tĩnh nhất. Bình tĩnh bằng cách nào? Bình tĩnh bằng cách trấn an bản thân mình. Tôi làm được, tôi đã cố gắng hết sức rồi, và bây giờ là giai đoạn cuối cùng thôi, tôi sẽ thành công. Được không ạ? Các bạn có thể hít thở một cách thật là sâu và thở nhẹ ra, hoặc là chúng ta sẽ uống một ngụm nước nho nhỏ để trước khi vào phòng thi, để chuẩn bị cho một điều gì đó thật tốt đẹp trong kỳ thi sắp tới. Và còn về phong cách chuẩn bị thì sao? Về những công tác chuẩn bị thì thầy cô, gia đình đã chuẩn bị cho các bạn, đã trao đổi, đã chia sẻ với các bạn rất nhiều thứ rồi. Vậy thì hãy xem lại một lần nữa giấy tờ tùy thân, tất cả các loại giấy tờ, rồi đến những cái vật phẩm, vật dụng cụ để thi, nó có đầy đủ hay chưa, nó có trọn vẹn hay chưa, và để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mọi thứ. Và một cái điều lưu ý nho nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ tạo cho chúng ta một cái tâm thế thoải mái nhất, đó chính là hãy chọn cho mình một cái bộ trang phục thật đẹp, một cái đôi giày thật yêu thích, hay kể cả các bạn sĩ tử nữ, các bạn thí sinh nữ có thể chọn cho mình một màu son nào đó mình cảm thấy yêu thích. Dù là nó nhỏ thôi, nhưng nó sẽ tạo cho chúng ta một điều thú vị trong phòng thi, một tâm thế thoải mái. Cuối cùng thì chúc cho các bạn thí sinh của chúng ta sẽ có một kỳ thi trọn vẹn và thành công. Và điều đặc biệt hơn nữa, đó chính là chào đón tất cả các bạn cùng gia nhập đại gia đình cộng đồng Văn Lang. Cảm ơn thầy Tiêu Minh Sơn với những lời khuyên nhỏ mà có vỏ thầy đã dành cho các bạn học sinh. Các bạn ơi, các bạn nhớ ghi chép lại những bí kíp này để tự tin hơn trước khi kỳ thi chính thức bắt đầu nha. Và quay trở lại với trường quay thì em xin phép được tiếp tục trò chuyện với hai thầy cô khách mời. Cô Thám ơi, có một ý kiến như sau là em thi tốt nghiệp trung học phổ thông để hoàn thành đủ điều kiện tốt nghiệp thôi, nên em không cần điểm cao vì em sẽ xét tuyển đại học bằng phương thức xét tuyển học bạ. Thực tế với học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ thì cái phương thức xét tuyển đại học những năm gần đây có sự dịch chuyển gì không cô? Cảm ơn câu hỏi của em. Thì riêng với học sinh Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ của thành phố Hồ Chí Minh thì với năm hình thức mà xét tuyển vào đại học mà bộ quy định thì chỉ có ngoại trừ là cái xét tuyển thẳng theo cái giải quốc gia thì là học sinh của Nguyễn Công Trứ thì không có thôi. Còn lại thì bốn cái tiêu chí, bốn cái hình thức xét tuyển vào đại học, đó chính là tuyển thẳng theo tiêu chí của các trường đại học nhất định nào đó, hoặc là thi vào cái kết quả của kỳ đánh giá năng lực. Cái hình thức thứ kế tiếp nữa đó chính là xét cái học bạ, cái điểm của 3 năm học, có thể là 5 học kỳ hoặc 6 học kỳ. Và cuối cùng chính là cái cách mà các em tham gia vào cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây thì ngoài cái hình thức mà rất là thông dụng là thi á, thì học sinh của Nguyễn Công Trứ với cái kết quả học tập rất là tốt, cho nên
các em đã đăng ký dựa vào cái hình thức là có hai hình thức mà các em nó quan tâm nhiều á. Sau khi mà không, nghĩa là ngoài cái việc đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông ra thì có hai hình thức mà các em học sinh của trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ rất là quan tâm, và những năm gần đây là bắt đầu là chuyển sang thành ra là cái thế mạnh của học sinh, nghĩa là cái sự quan tâm rất là nhiều, và chính là kỳ thi đánh giá năng lực và xét cái học bạ của các em ở các cái năm học trung học phổ thông. Tuy nhiên thì như cái câu hỏi của các em nào đó mà có hỏi rằng là nếu như mà chỉ cần là đi thi để mà xét học bạ thôi thì các bạn cũng phải cẩn thận nha, là coi chừng nếu như mà mình chủ quan thì có khả năng á là mình sẽ bị điểm liệt. Thì điểm liệt nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà mình thi tốt nghiệp, cái kết quả tốt nghiệp của mình. Có thể rằng mình xét học bạ hay là kết quả của một cái kỳ đánh giá năng lực cái điểm rất là cao, nên mình có một cái chỗ ngồi đã được đặt sẵn ở trường đại học rồi mà mình yêu thích. Nhưng mà với cái kết quả mà bị điểm liệt của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì có thể rằng là những cái dự định của mình sẽ bị dở dang, cho nên mình không có được chủ quan. Dạ, em cảm ơn cô, và lời khuyên của cô dành cho các bạn là các bạn đừng chủ quan nha. Và thầy Tuấn ơi, xét tuyển học bạ được thí sinh lựa chọn ngày càng nhiều qua mỗi năm. Và tuy nhiên vào năm 2022 thì quy chế tuyển sinh có nhiều thay đổi. Thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển một hồ sơ chính thức trên hệ thống đăng ký xét tuyển chung của bộ trong đợt 1. Điều này khiến cho nhiều bạn học sinh cũng lăn tăn về việc các bạn sắp xếp phương thức xét tuyển như thế nào. Em nhờ thầy có thể hướng dẫn lại các bạn về nguyên tắc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học ạ. Vâng, câu hỏi của các bạn rất là sát và nó đi mang tính thời sự, cũng như là đây là cái quyền lợi rất lớn đối với các bạn. Tôi thấy câu hỏi này rất hay và tôi tâm đắc với cái ý là các bạn làm sao quan tâm đến mỗi phương thức và cái quy chế quy định cho việc đăng ký xét tuyển vào đại học như thế nào. Thì như tôi đã chia sẻ trước đây, Bộ Giáo dục Đào tạo càng ngày càng tạo điều kiện cho thí sinh, tạo điều kiện rất nhiều cho thí sinh trong vấn đề thi, đăng ký thi cũng như đăng ký xét tuyển vào đại học. Mà nếu mà tạo điều kiện cho thí sinh thì cái khó khăn sẽ rớt về phía cơ sở giáo dục đại học, ví dụ Đại học Văn Lang, ví dụ các cơ sở giáo dục đại học khác, và ngay cả sở giáo dục đào tạo, các trường phổ thông cũng vậy, sẽ khó khăn. Tuy nhiên cái khó khăn đó đặt lên cái vai các cơ sở giáo dục đại học thì cái lợi ích và cái nhẹ nhàng đối với các em rất nhiều. Mong muốn của Bộ Giáo dục Đào tạo là tạo cái điều kiện công bằng đối với thí sinh. Do đó có rất nhiều phương thức để tuyển sinh. Hiện nay theo quy định của Bộ, trong cái bộ mã phương thức thì chúng ta có tất cả là 20 phương thức tuyển sinh. Đối Văn Lang thì có 6 phương thức. Đối Văn Lang có 6 phương thức kết hợp trong 20 phương thức đó, có 6 phương thức. Thì mục đích đó là làm sao đó là tạo sự công bằng đối với thí sinh mỗi phương thức và chia sẻ các phương thức như thế nào, chứ không phải là các trường muốn dồn một cái phương thức nào đó nhiều, ví dụ học bài nhiều, cứ là tập trung cho cái chỉ tiêu cho cái phương thức học bài nhiều cũng được, mà phải tạo điều kiện cho các em đối với các cái phương thức khác. Thì ở đây thứ nhất là công bằng thí sinh, thứ hai là tạo cơ hội cho các em dự tuyển. Có nghĩa là sao? Không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những cái quy định mà không liên quan đến trình độ và năng lực. Và cái thứ ba nữa là tạo cơ hội về cơ hội trúng tuyển. Tức là sao? Thí sinh phải được tạo cơ hội trúng tuyển cao nhất và quyết định được cái nguyện vọng ưu tiên trong số những chương trình và những cái ngành đào tạo mà đủ điều kiện vào trúng tuyển vào cái trường đó. Thì tôi nói như vậy để tôi lấy ví dụ như sau. Giả sử như một cái ngành, giả sử như ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Văn Lang chỉ tiêu là 500, thì biết các em á, là đăng ký hiện nay đăng ký rất nhiều xét tuyển bằng phương thức học bạ, thì cũng không phải là dành hết 400, 450 hoặc dành hết cái chỉ tiêu cho phương thức học bạ, mà chúng ta phải chừa một phần nào đó theo cái tỷ lệ quy định, ví dụ như 50 cho học bạ, 50% là 250 chỉ tiêu cho phương thức học bạ và ngành công nghệ thông tin, 200 chỉ tiêu cho phương thức là thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 50 chỉ tiêu cho đánh giá năng lực, vân vân. Thì chia như vậy để làm sao để khi các em á, mà không xét tuyển bằng phương thức học bạ thì các em có điều kiện để xét tuyển bằng phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và các em có điểm cao thì các em cũng có cơ hội để vào cái ngành công tiền thông tin yêu thích. Còn nếu mà dồn vào một phương thức nào đó thì nếu chỉ tiêu của phương thức đó càng cao thì chắc chắn cái mức điểm trúng tuyển càng thấp. Vậy có nghĩa là nếu phương thức càng cao thì mức điểm thấp, thì những em điểm thấp của phương thức này là trúng tuyển, mà những em điểm cao của phương thức khác
là không trúng tuyển, do đó mất cái cơ hội và lợi thế công bằng. Đấy, thì do đó phải làm sao phân bổ được các cái chỉ tiêu cho mỗi phương thức nó phù hợp với cái công bằng, tạo được sự công bằng, tạo cơ hội dự tuyển và cơ hội trúng tuyển. Có những em á, điểm học bạ vô tình rất thấp nhưng mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông rất cao, hoặc ngược lại, hoặc các em có thể là vào ngành khối sức khỏe, các em có thể là đăng ký hai phương thức. Nếu vào khối sức khỏe thì cái điều kiện sức khỏe, điều kiện á, là phải sao? Tốt nghiệp trung học hoặc xếp loại học bạ lớp 12 phải là giỏi, hoặc là xếp loại thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải là giỏi. Mà muốn như vậy thì điểm các em phải 8 phải trở lên. Thì em không có cơ hội vào ngành sức khỏe của hai phương thức đó thì các em phải chọn một cái phương thức khác. Đó là cái phương thức giả sử như phương thức dự thi đánh giá năng lực chẳng hạn. Thì phương thức đánh giá năng lực thì không phải đưa các cái tiêu chí phải tốt nghiệp xếp loại giỏi, tốt nghiệp là giỏi vân vân. Phải mà chỉ căn cứ vào cái điểm đánh giá năng lực. Thì các em dồn toàn tâm toàn lực và năng lực hết trong thời gian để các em thi, để các em để mong muốn vào một cái ngành mà các em yêu thích. Do đó các em vào cái ngành giả sử răng hàm mặt của Văn Lan, các em không đủ điều kiện cho hai phương thức kể về các cái tiêu chí cứng, thì các em tập trung vào thi làm sao được 800 điểm cho đánh giá năng lực. Thì các em lại muốn và muốn vào, thì do đó chúng ta phải chừa các cái phương tiêu chí chỉ tiêu trong mỗi phương thức công bằng. Thì đây là tạo cơ hội cho các em dự tuyển. Còn nếu mà không có như vậy là chẳng em muốn vào ngành răng hàm mặt mà các em thực tình em giỏi nhưng mà thi, hoặc là do một vấn đề nào đó khách quan, học bạ các em không đủ điều kiện, thi tốt nghiệp các em không cũ đi không được, để các em ôn tập về sau, các em thi đánh giá năng lực các em rất tốt, tức là các em có năng lực, có kiến thức, có kỹ năng nhưng mà không đủ điều kiện vào. Thì do đó bộ phải làm sao phân bổ các cái chỉ tiêu cho mỗi ngành, cho mỗi phương thức phải công bằng với nhau để tạo cơ hội trúng tuyển, cao cơ hội dự tuyển và tạo công bằng cho tất cả các thí sinh. Mà làm sao tóm lại để làm sao các em có điểm cao không phải bị rớt, mà các em điểm thấp là rớt, là đầu. Được rồi. Điểm thấp và trúng tuyển vào ngành mình yêu thích mà điểm cao lại không trúng tuyển. Do đó phải tạo sự công bằng như vậy. Do đó bộ quy định các mỗi phương thức, mỗi ngành phải phân bố chỉ tiêu làm sao cho nó phù hợp. Đó là cái ý rất là lớn, và quyền lợi thí sinh càng ngày càng được tăng trong quy chế tuyển sinh và các quy định của bộ. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của thầy. Và thưa thầy cô, thì quy chế tuyển sinh năm 2022 được ban hành chính thức khá trễ khiến nhiều bạn học sinh cũng rất bất ngờ. Cô Thắm ơi, và thầy cô ở trường trung học phổ thông đã tư vấn và phổ biến lại lộ trình xét tuyển vào đại học cho học sinh của mình như thế nào? Và các bạn đang gặp những khó khăn cũng như lo lắng gì khi mà trong quá trình tiếp nhận thông tin đúng không cô? Thật ra thì các thầy cô, đặc biệt là thầy cô giáo viên chủ nhiệm của khối 12 á, là các thầy cô là đúng nghĩa là kề vai sát cánh cùng với đàn con thân yêu luôn đó. Cho nên các thầy cô cũng cảm thấy cũng rất là bối rối với cái hình thức trực tuyến về cái nguyện vọng của năm nay. Cho nên cũng một số thầy cô giáo viên chủ nhiệm 12 họ cũng lo lắng á, chứ cũng không phải chỉ có học sinh 12 không đâu. Ví dụ như những cái thông tin mà thầy Tuấn chia sẻ đó, thì không biết rằng là các trường đại học nói chung và cụ thể là Đại học Văn Lang mình có thông tin ra cho các em học sinh biết được là ví dụ như ở các cái ngành nghề đó thì có bao nhiêu cái chỉ tiêu với cái hình thức này không ạ? Có đúng không ạ? Cái này là quy định. Dạ. Có cái quy định, và quy định cứng, quy định bắt buộc trong quy chế tuyển sinh. Đó. Trong quy chế tuyển sinh phải yêu cầu phải các trường, tất cả các trường phải công khai tất cả các thông tin có liên quan đối với để thí sinh nắm rõ. Yeah. Ngay cả vấn đề muốn vào cái ngành đó, biết cái ngành đó học cái chương trình đào tạo là gì, chỉ tiêu cho mỗi, ví dụ giả sử muốn vào ngành công nghệ thông tin thì biết công nghệ thông tin á là 2 năm trước đó tuyển số lượng bao nhiêu, mức điểm bao nhiêu, năm nay á có bao nhiêu phương thức, chỉ tiêu tổng chỉ tiêu cho ngành công nghệ thông tin là bao nhiêu, phương thức bằng học bạ bao nhiêu, phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông bao nhiêu, phương thức đánh giá năng lực bao nhiêu, phương thức tuyển thẳng bao nhiêu, và các phương thức khác nếu có là bao nhiêu, phải nói rất là rõ. Yeah. Rồi chương trình đào tạo ngành đó, rồi tốt nghiệp các năm về trước có việc làm như thế nào, cơ sở vật chất ra sao, đội ngũ giảng viên như thế nào, rồi ngay cả vấn đề có liên quan đến học phí, tài chính vân vân, tất cả các vấn đề đó đều được nhà trường công khai trên trang web của trường và cũng như trên cổng thông tin của bộ. Yeah. Các em có thể biết các em học thầy nào, cô nào trong cái chương trình đào tạo,
học học kỳ học môn nào, chương trình đại trà, chương trình tiên tiến, chương trình quốc tế, chương trình phối hợp vân vân đều có hết. Thì cái này là cái nói thật ra các em có rất nhiều lợi thế, có rất nhiều cái sự lựa chọn và rất nhiều thông tin để chúng ta tìm hiểu khi đến một trường nào đó. Do đó khi mà yêu cầu đối với các em lưu ý như điều gì thì đầu tiên tôi lưu ý các em phải tìm hiểu đến các trường về mặt đề án tuyển sinh, về mặt quy chế cũng như về mặt quy trình kế hoạch của bộ như thế nào cho nó phù hợp. Dạ. Vậy thì với những cái thông tin mà thầy Tuấn đã chia sẻ, như vậy thì các em học sinh 12 của mình có thể yên tâm là không có gặp khó khăn gì hết. Mặc dù là quy chế tuyển sinh có ra sớm hay trễ cũng không ảnh hưởng gì. Vì sao? Vì thông tin của mình sẽ có được ở trên website của các trường đại học mà mình yêu thích. Các em cứ tìm hiểu những cái thông tin giống như thầy Tuấn đã chia sẻ, và mình có thể dựa vào cái sự tư vấn của cha mẹ và thầy cô, đặc biệt là thầy cô giáo viên chủ nhiệm của khối 12, để quý thầy cô của mình có thể hỗ trợ cho mình đầy đủ nhất những cái thông tin. Nhiều khi á, cái ngành nghề mà mình yêu thích nhưng mà cái năng lực của mình nó không có đáp ứng được. Hoặc rằng là mình yêu thích nhưng mà có thể rằng là các cái phương thức tuyển sinh nó không có phù hợp với đúng mình rồi. Cho nên các em học sinh 12 hãy thật là tự tin để làm sao làm bài thật là tốt, để cho kết quả thật tốt. Còn cái phương thức gì thì mình hãy cứ theo dõi trên website của các trường đại học. Vâng. Đặc biệt các em nào mà được các trường thông báo đủ điều kiện trúng tuyển theo trúng tuyển có điều kiện mà được xét tuyển sớm thì các em gần như là yên tâm. Yeah. Nếu sau này các em đăng ký nguyện vọng một vào trường, ví dụ như các em đã được công bố là trúng tuyển có điều kiện vào trường Văn Lang với cái ngành công nghệ thông tin, thì sau này các em đã được thông báo như vậy thì các em sau này khi từ ngày 22 tháng 7 đến 20 tháng 8 các em có thời gian đăng ký và điều chỉnh các nguyện vọng. Nhớ rằng các em có không giới hạn số lần đăng ký nguyện vọng, số nguyện vọng các em đăng ký trong thời gian đó. Thì các em nếu đăng ký vào trường Đại học Văn Lang ngành công nghệ thông tin và đưa ngay cái thứ tự ưu tiên là số 1, nếu các em có trúng tuyển N trường đi nữa nhưng các em chọn Văn Lang là trường đầu tiên cho ngành công nghệ thông tin và ghi thứ tự nguyện vọng là số 1 thì chắc chắn các em được vào cái ngành đó yêu thích với đúng các cái mong muốn. Để lúc đó các em có thời gian để tập trung cho cái kỳ thi bắt đầu từ ngày mai. Yeah. Yên tâm hơn và nhẹ nhàng hơn, các em cảm như đã một chân bước vào trường đại học rồi. Đó là một bí quyết đúng không thầy? Các em sẽ nhẹ nhàng, mà về mặt tâm lý các em càng tâm lý các em càng nhẹ nhàng như tiêu thì thành công các em càng rất lớn. Dạ, em xin cảm ơn những lời chia sẻ của thầy cô. Và hiện nay thì đang có rất nhiều bạn học sinh đang theo dõi livestream cũng để lại với rất nhiều bình luận mong được thầy cô giải đáp. Và em cũng xin gửi đến thầy Tuấn một câu hỏi của bạn Tiêu Đinh Phúc Thịnh. Dạ thưa thầy, năm nay em gái em thi vào Đại học Văn Lang. Em có nghe bé nói là phải đóng lệ phí đăng ký xét tuyển đại học. Dạ thầy cho em hỏi cách đóng như thế nào, và đóng tại trường Văn Lang hay là đóng tại trường trung học phổ thông của bé ạ? Nói thật ra về vấn đề đóng lệ phí thì Văn Lang chúng tôi theo quy định thì phải làm, chứ cũng không quan tâm và đặt nặng về vấn đề này. Thì các bạn lưu ý là lệ phí chỉ đóng đối với phương thức mà các bạn đăng ký vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó, cái lệ phí 20.000 cho mỗi nguyện vọng đối với phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông là các em phải đăng ký trực tuyến mà hồi nãy tôi có chia sẻ. Một nguyện vọng 20.000 đó quy định, và chỉ đăng ký đối với đóng lệ phí 20.000 đó cho mỗi nguyện vọng đó đối với phương thức thi trung học phổ thông quốc gia nếu các em lựa chọn phương thức đăng ký xét tuyển đó. Còn đối với các cái phương thức khác thì trường quyết định và trường thu lệ phí. Ví dụ phương thức là học bạ, phương thức đánh giá năng lực thì các em đã làm rồi thì trường thu. Mà Văn Lang hiện nay á thì có quy định á là thu mỗi hồ sơ 30.000, thì mỗi hồ sơ 30.000 nhưng các em có thể đóng trực tiếp tại trường hoặc là đóng online. Nói thật ra chúng tôi chia sẻ, chúng tôi không quan tâm nhiều đến cái mức lệ phí này, vì sau này nếu các em đã trở thành thành viên của Văn Lang thì các em vẫn đóng cũng không sao. Do đó có hai cái, nếu các cái phương thức khác thì các em đóng tại trường, còn phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các em đăng ký từ ngày 22 tháng 7 đến 20 tháng 8 thì các em mới đăng ký online, đăng ký trực tuyến.
Dạ em cảm ơn thầy. Và cô Thắm ơi, có một bạn học sinh cũng đặt câu hỏi mà mong muốn được cô giải đáp. Thông thường các bạn học sinh rất hồi hộp môn văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và trong với nhiều năm kinh nghiệm của cô, qua bao nhiêu kỳ thi trung học phổ thông rồi, thì cô có lời khuyên nào dành cho các bạn đang bấn loạn bởi đề môn văn không cô? Các bạn đang dự đoán rất nhiều. Và cách học như thế nào để hiệu quả nhất trong thời gian đã cận kề ngày thi rồi ạ? Môn văn thực sự là môn rất là thú vị. Môn nó làm cho mình giàu hơn về tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, cũng như là cảm thấy là mình sẽ có thêm những cái vốn văn hóa. Cho nên có gì đâu mà các em cảm thấy bị bấn loạn vì thi môn văn. Tuy nhiên thì cô nghĩ rằng là chúng ta hãy lắng nghe những cái lời khuyên của giáo viên môn văn của mình ở trên lớp. Tại vì chính thầy cô môn văn của mình mới là những người có thể hiểu rõ nhất là mình có những thế mạnh nào, có những điểm yếu nào, nên thầy cô sẽ nhắc nhở cho mình. Cho nên chúng ta đừng có quá căng thẳng về môn văn. Hãy theo đúng những cái gì mà thầy cô mình đã dặn dò. Ngày tối ngày mai nhớ đừng có đọc ôn nhiều quá các cái đề cương, và cũng đừng có tin vào những cái gì mà dự đoán. Tại vì thường là những cái dự đoán nó cũng không có thật sự là chính xác đâu. Cho nên hãy tin thầy cô của mình. Ngày mai ăn cái gì đó thật ngon rồi sau đó đi ngủ thật sớm. Bây giờ mà có ôn cái gì thì cũng không có thể giúp cho mình được. Rồi sáng ngày mà mình đi thi môn văn thì mình hãy thật sự tự tin để bước vào phòng thi thôi. Cho nên cô nghĩ rằng là chúng ta đừng quá lo lắng. Thì thường á, khi chúng ta quá lo lắng thì chúng ta sẽ tự gây cho mình một cái áp lực tâm lý, và như vậy thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng. Hãy lắng nghe thầy cô môn ngữ văn của mình thật kỹ các em nhé. Dạ em cảm ơn cô, và em cũng nhờ thầy Tuấn giải đáp giúp bạn Tuấn Nghĩa. Nếu em của em đã trúng tuyển có điều kiện học bạ đợt 1 của Văn Lang thì em cần làm gì tiếp theo sau khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra để nhập học chính thức vào trường ạ? Em nhờ thầy tư vấn thêm giúp em. Vấn đề này tôi cũng chia sẻ và nhắc đi nhắc lại rất nhiều, và ngay cả cái số live stream trước thì tôi cũng có nhắc đến các bạn. Và quy định về mặt kỹ thuật mới năm nay là các bạn có trúng tuyển sớm, tức là xét tuyển được trúng tuyển có điều kiện sớm, hoặc là các bạn chưa đăng ký nguyện vọng đối với tất cả các cái phương thức như thế nào đó, thì tất cả từ ngày 22 tháng 7 đến 20 tháng 8, dù bất cứ phương thức nào, tất cả các phương thức các bạn đăng ký, phương thức học bạ, phương thức đánh giá năng lực, phương thức tuyển thẳng, hay là phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà ngày 24 tháng 7 này sẽ có kết quả và chuẩn bị ngày 7 tới 8 các bạn thi đó, thì đều phải đăng ký trên hệ thống cổng thông tin quốc gia hoặc là hệ thống của Bộ Dục Đào tạo. Các bạn nhớ rằng các bạn phải đăng ký, dù có xét tuyển được các trường công bố xét tuyển sớm các bạn phải đăng ký. Và thời gian tôi xin nhắc lại, hôm nay ngồi live stream tôi nhắc đi cái mốc thời gian 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Các bạn nên nhớ, nếu mà các bạn quá khỏi cái thời gian đó thì các bạn mất đi cơ hội xét tuyển đợt 1 cho tất cả các phương thức, gọi là đợt 1 các tất cả phương thức. Và các bạn chỉ biết chờ đến đầu tháng 10 để các bạn xét tuyển, thì lúc đó cơ hội các bạn mất rất nhiều. Và cái điểm trúng tuyển lúc đó, cái đợt bổ sung, chắc chắn một số ngành mà các bạn mong muốn, những cái ngành mà hot, những cái ngành đó mà có nhu cầu cả hội cao sẽ điểm sẽ cao. Do đó là các bạn để đánh mất được cái cơ hội nếu các bạn không nắm được cái mốc thời gian. Do đó hiện nay Văn Lang đã công bố cái điều trúng tuyển có điều kiện, xem như sau này chúng tôi đến ngày 21, trước ngày 21 tháng 7, trường Đại học Văn Lang sẽ gửi danh sách, liên hệ đăng ký danh sách các bạn trúng tuyển có điều kiện, tức là xét tuyển sớm, lên hệ thống của Bộ. Cái này chưa gọi là trúng tuyển, nhưng gọi là trúng tuyển có điều kiện, ngoài trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó, thì sẽ đưa lên hệ thống của Bộ trước ngày 21 tháng 7. Thì sau đó các bạn đến ngày 22 tháng 7 thì các bạn phải lên hệ thống cổng thông tin quốc gia để làm cái thủ tục là đăng ký và điều chỉnh các nguyện vọng. Thì lúc đó các bạn phải chọn lựa, như tôi nói là lúc mà các bạn cái chọn lựa Ngọc Văn Lang hay học các trường khác. Nếu các bạn muốn học Văn Lang thì các bạn đưa cái thứ tự ưu tiên nguyện vọng thứ nhất lên cao đầu tiên. Và các bạn nên nhớ, khác với mọi năm, năm nay các bạn chỉ trúng tuyển được một nguyện vọng cao nhất. Các bạn lưu ý, các bạn chỉ được nhận một giấy báo trúng tuyển, gọi là trúng tuyển chính thức cho một trường của một ngành,
và đổi vào nguyện vọng cao nhất. Các bạn không có cái giấy trúng tuyển thứ hai. Và các bạn nếu các bạn muốn nhập học cái trường đó thì các bạn từ ngày hồi nãy tôi có nhắc là từ ngày 1 tháng 9 đến 30 tháng 9 các bạn nộp hồ sơ để xác nhận việc nhập học. Thì sau khi các bạn xác nhận việc nhập học rồi, thì các bạn nếu các bạn không đăng ký, không xác nhận nhập học thì các bạn chờ đến đầu tháng 10, xem như các bạn bỏ lỡ cơ hội đầu tiên. Nếu các bạn không muốn nhập học thì các bạn không đăng ký xác nhận nhập học lên hệ thống và các bạn chờ đến đầu tháng 10 các bạn xét tuyển bổ sung. Do đó các bạn chỉ nhớ là các bạn chỉ trúng tuyển một nguyện vọng, và dù có trúng tuyển sớm hoặc xét tuyển sớm, các trường có thông báo như thế nào, các bạn đều phải đăng ký lên hệ thống cổng thông tin quốc gia. Dạ, em cảm ơn thầy. Và cô Thám ơi, có nhiều bạn cũng đang có câu hỏi về quy định phòng thi. Các bạn thắc mắc là có được mang nước uống và vật dụng cá nhân vào phòng thi hay không? Cô có thể nhắc nhẹ cho các bạn về những quy định thí sinh cần lưu ý trước khi vào phòng thi không cô? Ồ, đây là một câu hỏi hết sức là thú vị và cần thiết đó. Vì năm nay cái quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có một cái điểm rất mới. Đó là các em ngoài cái chuyện là những năm trước thì mình không được phép mang điện thoại cũng như là các vật dụng vào, thì năm nay các em nhớ nha, là mình không nên mang ba lô, túi sách, đề cương, tất cả những cái thứ gì có liên quan đến, nó không có liên quan đến cái vật dụng trong phòng thi cho phép. Vì nếu lỡ mà chúng ta mang vào trong cái điểm thi, chúng ta phải đến một cái phòng gửi đồ cách 25m so với khu vực thi. Và như vậy thì có khả năng là mình sẽ phải mất thời gian đầu giờ, mình phải đến cái phòng gửi đồ đó để mình gửi đồ. Rồi sau đó khi thi xong lại mình lại mất thêm một cái thời gian nữa là mình phải chờ để nhận cái tài sản của mình về. Cho nên vì vậy nên các em lưu ý là chúng ta chỉ nên cầm cái tệp nhựa mà giáo viên chủ nhiệm đã chuẩn bị cho chúng ta. Trong đó thì chỉ cần có cái căn cước công dân của mình nè, giấy tờ tùy thân và cái thẻ, cái phiếu báo dự thi của mình, cùng với các vật dụng như bút viết, bút bi, viết chì và máy tính được phép sử dụng trong phòng thi. Còn các vật dụng khác thì chúng ta không nên mang theo. Và vì vậy thì trở lại đến câu hỏi của bạn học sinh là có được phép mang nước vào hay không? Thì cô thấy rằng là chúng ta vẫn được phép mang nước vào trong phòng thi. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý nho nhỏ thôi, là các em nhớ là mình nếu như cái chai nước á thì mình nên tháo cái nhãn ra, vì có khả năng rằng là thanh tra thi họ sẽ nghi ngờ trong cái nhãn có cái tài liệu, cho nên mình để cái chai nước trong suốt. Và để cẩn thận hơn là lỡ mà mình trong quá trình làm bài mình quơ cái tay một cái, nó đổ cái nước lên trên cái bài thì thật là kinh khủng. Dạ, cho nên vì vậy các em nếu như có mang chai nước theo thì các em nên để ở dưới cái ghế ngồi của mình hoặc là trên cái bục cửa sổ, nếu như cái bàn của mình ở gần cái bục cửa sổ, mình tránh là để trên cái bàn là mà mình thi, thì để tránh những cái ảnh hưởng đến cái bài thi của mình. Thì đó là những cái lưu ý. Nhớ nha, là không được phép mang bất cứ cái gì liên quan đến điện thoại, các thiết bị ghi hình, cũng như là kể cả đề cương gì đó. Cũng như là cái môn văn đó là các em hay có mang theo đề cương để tranh thủ xem lại thì không được. Tại vì không được phép. Những năm trước là mình còn để trong ba lô ở ngay cái cửa phòng thi thì năm nay không được luôn. 25m cách phòng thi nha, cho nên mình mà không lưu ý thì mình sẽ rất là mất thời gian. Dạ, em cảm ơn những lời chia sẻ của cô. Và có bạn Chí Thiện đặt câu hỏi mà em muốn là nhờ hai thầy cô có thể giải đáp giúp bạn. Và có lẽ đây chính là một thí sinh tiềm năng cho ngành diễn viên hoặc đạo diễn của Văn Lan đó thưa thầy. Bạn có câu hỏi là cho em hỏi bây giờ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì em muốn thi năng khiếu về sân khấu điện ảnh thì có kịp không ạ? Và bạn còn có một câu hỏi nữa, và điều kiện thế nào để đủ điểm tốt nghiệp môn văn để không bị liệt, thì em xin mời cô Thắm có thể giải đáp câu hỏi cho bạn ạ. Thì thật ra nếu như em có mơ ước được trở thành một cái thành viên trong cái nghề nghệ thuật thì cô nghĩ rằng em phải nên trau dồi cái môn văn. Vì cái môn văn nó sẽ giúp cho mình, như cô nói hồi nãy đó, giúp cho mình có thêm những cái kiến thức về văn hóa, về cái tiếng mẹ đẻ của mình. Cho nên nếu như mà mình mà để cái điểm nó thấp quá thì nó cũng ảnh hưởng. Tuy nhiên thì môn văn cũng như các môn khác chúng ta không nên để vào cái điểm liệt. Thầy Tuấn có chia sẻ gì cho các em mà mong muốn trở thành sinh viên ngành nghệ thuật của trường không ạ? Các cái ngành năng khiếu liên quan đến diễn viên, liên quan đến đạo diễn, sân khấu điện ảnh, truyền hình thì có một môn văn hóa duy nhất, đó là môn văn. Môn văn cho cái tổ hợp S00 hoặc là N00, môn văn.
Do đó các em, như cô Thắm nói, nếu mà các em có điều kiện đối với môn văn thì đó là một trong những lợi thế. Còn hai môn còn lại, ví dụ nếu mà về thi vào piano thanh nhạc chẳng hạn, thì các em có cái năng khiếu về âm nhạc 1, âm nhạc 2 và môn văn. Còn bên ngành đạo diễn sân khấu điện ảnh hoặc diễn viên thì các em có môn văn và đạo diễn sân khấu 1, diễn viên đạo diễn sân khấu 2. Thì những cái ngành đó là ngành năng khiếu các em rồi. Do đó môn văn là một trong những cái môn then chốt đối với cái tổ hợp các cái môn thi liên quan đến khối ngành nghệ thuật. Dạ em cảm ơn thầy. Và hiện nay cũng có rất nhiều bạn học sinh đang thắc mắc về thi năng khiếu, nhất là môn vẽ, thì em mong thầy có thể chia sẻ thêm cho các bạn ạ. Hiện nay môn vẽ thì trường Đại học Văn Lang đã tổ chức một đợt 1, đã tổ chức đợt 1 và có kết quả. Thì đợt 2 sẽ tổ chức online vào ngày 10 và thi trực tiếp vào ngày 11 tháng 7 này, tức là rơi vào thứ Chủ nhật và thứ Hai. Thì các bạn lưu ý rằng tất cả các ngành liên quan đến cái khối ngành nghệ thuật, liên quan đến khối ngành thiết kế, ví dụ như là thiết kế nội thất, thiết kế thời trang, thiết kế công nghiệp, thiết kế kỹ thuật số, thiết kế đồ họa. Năm nay cái ngành thiết kế đồ họa có số thí lượng thí sinh đăng ký đông nhất trong tất cả các ngành thiết kế. Rồi ngay cả cái ngành kiến trúc thì đều có môn vẽ, hoặc vẽ năng khiếu hoặc vẽ mỹ thuật. Và cái môn vẽ đó là hệ số 2. Thì tôi chỉ lưu ý rằng các em nếu cái môn vẽ mà càng điểm càng cao thì cái lợi thế các em để vào cái ngành mà các em mong muốn càng lớn, vì đó là hệ số 2. Cái thứ hai nữa, hiện nay với câu hỏi của em thì trường Đại học Văn Lang sẽ tổ chức cái thi năng khiếu đợt 2. Do đó các em nếu hiện nay thì chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức, do đó cái việc đăng ký và dự thi thì đối với các em đã đăng ký thì còn kịp. Còn những em nào chưa đăng ký thì xem như không còn cơ hội nữa. Thì các em có thể thi tại Văn Lang hoặc sử dụng kết quả thi của năm trường khác. Ví dụ trường Đại học Kiến trúc, Đại học Nghệ thuật, Mỹ thuật thành phố, v.v. Năm trường mà chúng tôi đưa trong đề án nó rất rõ. Tức là nếu mà thi vào ngành năng khiếu thì môn vẽ năng khiếu hoặc vẽ mỹ thuật thì bắt buộc các em phải có. Và đó là một trong lợi thế, vì đó là môn nhân hệ số, nhân đôi hệ số. Thì các em cố gắng tập trung cho cái kỳ thi, mà nếu các em có đăng ký cho cái đợt 2 là được thi vào ngày 10 và ngày 11. Ngày 10 thi online và ngày 11 thi trực tuyến, thì số lượng các em thi cũng rất là lớn. Thì các em cố gắng tập trung cho cái thời gian này sau khi các em thi Trung học phổ thông 2022. Dạ em cảm ơn thầy, và em xin nhờ thầy giải đáp thêm một câu hỏi nữa của bạn Trúc Thanh. Xin hỏi thầy, em có giấy báo trúng tuyển, vậy em phải tập trung thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi lấy giấy chứng nhận tạm thời mới vào đăng ký nhập học đúng không thầy? Các em lưu ý quy chế của bộ, đến thời điểm này không có thí sinh nào gọi là trúng tuyển và không có trường nào công bố trúng tuyển hết. Các em chưa trúng tuyển. Chỉ có là trúng tuyển có điều kiện, ngoài trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông. Tức là trúng tuyển có điều kiện, chứ chưa có trường nào công bố các em trúng tuyển hết. Và Văn Lang chúng tôi cũng vậy, không công bố trúng tuyển. Và chỉ công bố trúng tuyển có điều kiện. Và nếu chúng tôi đồng ý với cái kết quả đó và đưa lên hệ thống đăng ký thì gọi là trúng tuyển, xét tuyển sớm, gọi là xét tuyển sớm. Thì các em có cơ hội. Thì sau khi các em được trúng tuyển có điều kiện hoặc là trúng tuyển sớm, xét tuyển sớm mà trường Văn Lang đưa lên, thì cái công việc các em tiếp theo là, tôi nhắc lại là từ 22 tháng 7 đến 20 tháng 8, 17 giờ 20 tháng 8, các em phải đăng ký lên hệ thống. Và các em theo điều kiện đó là các em phải được tốt nghiệp trung học phổ thông. Tức là dự kiến ngày 29 tháng 7 các em sẽ biết cái kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông, và 31 tháng 7 các em có giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho năm 2022. Thì lúc đó thì các em mới đăng ký lên hệ thống. Và đăng ký lên hệ thống rồi thì chờ cái kết quả trả về của bộ. Thì lúc đó thì các em mới gọi là trúng tuyển vào cái trường các em lựa chọn. Chứ hiện nay xin nhắc lại là không có trường nào công bố các em gọi là trúng tuyển, mà gọi là trúng tuyển có điều kiện. Vì đã xét đâu, các em đã thi tốt nghiệp đâu mà gọi là trúng tuyển. Dạ em xin cảm ơn thầy. Chúng ta đã cùng nhau trò chuyện và giải đáp những nhiều câu hỏi trong livestream hôm nay, cũng như là những thông tin giảm áp lực cho các bạn sĩ tử trước khi kỳ thi trung học phổ thông bắt đầu. Những câu hỏi còn lại trong livestream hôm nay đội ngũ admin sẽ giải đáp sau khi livestream này nha.
Em xin cảm ơn cô Thắm đã dành thời gian tham dự chương trình của Trường Đại học Văn Lang với những chia sẻ gần gũi nhiệt tình của chương trình. Rồi em cũng mong cô có thể gửi một vài lời động viên cũng như là lời khuyên dành cho các bạn học sinh sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Cô nghĩ rằng là chúng ta đã trải qua khá nhiều thử thách trong suốt 3 năm trung học phổ thông rồi. Cho nên cô nghĩ rằng là những ngày sắp tới thì chúng ta sẽ rất là thuận lợi và dễ dàng để vượt qua được. Chúng ta đã có nhiều cái áp lực còn nhiều hơn như thế này nữa mà chúng ta vẫn có thể vượt qua được. Thì cô tin rằng thế hệ học sinh, những em học sinh khối 12, niên khóa 2019-2022, các em sẽ có một cái kỳ thi với những cái kết quả thật là như mong đợi. Và hãy nhớ rằng là năm nay chúng ta lưu ý có những cái điểm mới. Vì vậy nên chúng ta đừng có chủ quan và hãy luôn luôn cập nhật những cái thông tin để chúng ta có thể tự tin bước vào được cái ngôi trường đại học mà mình mong muốn, để có thể tự tin để mà mình trưởng thành và bước vào đời. Cô chúc cho tất cả những bạn sĩ tử 2004 chúng ta sẽ có một kỳ thi thật là như ý. Dạ, em xin cảm ơn cô. Và vào năm 2021 thì đã có 40 bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ đã trở thành sinh viên của trường Đại học Văn Lang. Năm nay hy vọng là Văn Lang sẽ tiếp tục được đón chào các đàn em và của học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ vào đại gia đình ạ. Thầy Tuấn ơi, thầy Tuấn luôn là những người có những lời động viên truyền cảm hứng rất ấm áp. Lúc này em cũng xin mời thầy có đôi lời nhắn gửi đến các bạn sĩ tử và tân sinh viên trong tương lai ạ. Vâng, để kết thúc chương trình thì cũng như các lần trước, tôi cũng muốn gửi gắm và chia sẻ các em, và đặc biệt trong cái thời khắc rất quan trọng, chỉ còn 2 ngày nữa là các em bắt đầu vào cái kỳ thi quan trọng của cuộc đời mình, đó là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2022. Thì qua 3 năm mà các em đã trải qua trong cái khó khăn, do đó đến cái lúc này các em không sợ bất cứ một cái thử thách, một cái áp lực nào hết. Đến cái đoạn đường này là đoạn đường chúng ta cảm thấy rất là đơn giản đối với những cái khó khăn mà các em đã trải qua trong cái thời gian vừa qua. Và về phía trường Đại học Văn Lang nói riêng cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo nói chung, tạo điều kiện các em rất lớn từ ngoài mặt và trong các cái vấn đề truyền thông cũng như là các cái thông tin đến với các em để các em có sự lựa chọn và làm sao trúng tuyển vào cái ngành mình yêu thích, làm sao trúng tuyển vào cái trường mình yêu thích và đạt được cái mơ ước của mình trong tương lai. Thì về cái lời khuyên thì tôi cũng xin có một số cái nhắn nhủ đối với các em chuẩn bị cho cái kỳ thi quan trọng này, mà cái kỳ thi đối với chúng ta và nói chung vì chúng ta cùng nhau để mà tổ chức cái kỳ thi này. Thì các em thấy rằng cho nó nhẹ nhàng và các em cảm thấy tự tin hơn khi bước vào cái kỳ thi quan trọng. Thì trước hết các em cố gắng là nắm hết các cái quy định của các cái Bộ Giáo dục Đào tạo và của các cái trường mà các em vào. Cái thứ hai nữa, các em phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đầy đủ, phải tin tưởng vào cái bản thân mình. Cái thứ ba nữa là các em cũng biết rằng tất cả các cái đề trong đề thi đều ra sát với cái chương trình mà các em học ở phổ thông, bám sát cái chương trình, do đó các em không phải lo gì phía ngoài. Các em chỉ tập trung cố gắng một số cái sự kiện lớn của thế giới, của quốc gia để các em có thể vận dụng trong cái quá trình làm bài. Ví dụ như các em có thể nghiên cứu thêm về cái thành công của SEA Games 2022 của Việt Nam tổ chức chẳng hạn. Đó, rồi tình hình dịch bệnh Covid của thế giới và đến thời điểm này như thế nào, các em cố gắng đọc thêm các thông tin đó để làm bài, vận dụng hơn nhau trong làm bài. Cho còn các em nhớ rằng đề thi sẽ bám sát chương trình, và nhất là đối với các em thế hệ 2004 thì Bộ Giáo dục Đào tạo không có đánh đố thách thức gì nhiều đối với các em, và đề thi sẽ nằm sát chương trình. Một vấn đề nữa thì tôi cũng lưu ý các em ngay từ hôm nay, ngay tối hôm nay, các em cố gắng nốt lại những cái gì mà các em chuẩn bị cho ngày thi. Cho ngày thi, ví dụ như đem theo cái gì, cần phải nhớ, cần phải lưu ý cái gì, thì các em cố gắng nốt lại. Và đến sáng ngày mốt, sáng ngày 7 thì các em bật dậy đến trường sớm, và tôi đề nghị các em phải đến tối thiểu trước 45 phút hoặc 1 tiếng để các em có thời gian mà xoay sở khi mà có khó khăn hoặc là quên các vật dụng thì nên đến sớm.
Và cuối cùng chúc các em thành công, chúc các em tự tin hơn trong cái kỳ thi này, và mọi sự tốt đẹp luôn đến với các em. Trường Văn Lang đón với chào các em trong cái năm học mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Xin chào các em. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy Tuấn và cô Thắm. Kính chúc quý thầy cô sẽ có thật nhiều sức khỏe và hai đơn vị trường sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động kết nối hướng nghiệp tuyển sinh ý nghĩa trong năm học tới. Hy vọng những chia sẻ của thầy cô đã giúp các bạn học sinh theo dõi buổi livestream ngày hôm nay giảm áp lực trước kỳ thi trung học phổ thông trong mùa tuyển sinh 2022 với nhiều điểm mới. Trường Đại học Văn Lang sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn thí sinh trong series livestream tư vấn xét tuyển đại học vào 18 giờ thứ năm tuần sau. Mời quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đón xem trên fanpage Trường Đại học Văn Lang nha. Trường Đại học Văn Lang xin gửi lời chúc đến các bạn sĩ tử bình tĩnh, tự tin ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhé. Thi tốt nha các bạn ơi. Ôm Mai Văn Lang đến đây cùng tôi cùng chăm học thành tài. Ôm Mai Văn Lang đạo đức đi cùng ý chí bay vút cao. Ý tưởng sáng tạo cùng mang những khát khao lớn. Đoàn kết là sức mạnh truyền thống chúng tôi luôn tự hào. Our home, our pride, our life, our style. Nhiệt huyết trong mỗi người mang thành công đi khắp nơi. Our home, our pride, our life, our style. Ngày chúng tôi tươi cười mang thành công đi khắp nơi. Ba 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 ba. Văn Lang để bên đến với thời đại là sang trang, người công sức vào trong mà nhà thật hân hoan. Mỗi ngày đêm Văn Lang cùng với niềm vui nên dẫn tràn. Văn Lang, Văn Lang. Tôi còn một cặp phát triển tới Bình Thạnh, đi đâu cũng thấy Văn Lang. Nếu mà cần giúp đỡ tôi luôn sẵn sàng, hết lòng hỗ trợ lẫn nhau. Đạo đức ý chí sáng tạo phát triển cao. Our hope, our pride, our life, our style. Nhiệt huyết trong mỗi người mang thành công đi khắp nơi. Our hope, our pride, our life, our style. Ngày chúng tôi tươi cười mang thành công đi khắp nơi. Ba 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 ba